Thưa các bác, ở đây thì bên em đang có một đơn hàng, khách hàng đang tham khảo cái combo âm thanh ở đây. Nhấn mạnh các bác, đây là cái dòng mà loa cao cấp. Thì với cái dòng loa này, ngay cái nhìn đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái kiểu dáng rất là đẹp, rất là sang trọng. Cái loa này thì chắc chắn với các bác là khi mà các bác kê kích vào phòng hát, phòng khách thì nó sẽ đưa ra chúng ta một cái nhìn cực kỳ sang trọng về cái không gian phòng. Model sản phẩm của con này là con LXSH28 các bác nhé. Loa cột cái kiểu dáng đây. Con này là hàng nhập khẩu và dòng cao cấp, thành ra là các bác sẽ nhìn ngay cái ban đầu là cái bao bì đóng gói rất là cẩn thận. Thưa các bác, ở đây thì em đã ráp hoàn thiện cái bộ này, và thực tế thì khách hàng vừa rồi ở đây thì khách hàng đã thử nghe nhạc này, hát karaoke này. Và ở đây thì chú ấy là một cái người mà em nói đánh giá là rất là sành âm nhạc, là chú ấy chuyên nghe nhạc. Thì vừa rồi chú ấy vừa chọn cái bài organ là bài gì chú nhỉ? Của độc tấu guitar của mèo ú. Độc tấu guitar của mèo ú. Xong là chú chọn cái bài gì để hát karaoke nhỉ? Mà một bài thì nhiều tiếng bát, là bài Đắp mộ cùng tình. Đắp mộ cùng tình để nhiều tiếng bát, nghe tiếng bát nó tròn tiếng này. Cao là bài tình ca. Bài tình ca để giọng cao này. Đấy thì là chú ấy vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke thì chú ấy đã gật đầu với bộ sản phẩm. Thì khi mà chú ấy gọi bên em thì chú ấy đã theo dõi kênh của bên em và cũng thấy là bên em là bán cái sản phẩm này rất là nhiều. Và ngay cái nhìn ở khi mà chú theo dõi cái bên em thì chú ấy bảo là chú ấy chỉ nhìn thấy cái kiểu dáng thôi, thì ngay cái kiểu dáng thì chú rất là ưng rồi, rất là đẹp, rất là sang trọng. Nhưng mà chú ấy thắc mắc là không biết là âm thanh của nó như thế nào. Thì hôm nay thì chú có thời gian và qua trực tiếp ở cửa hàng và thưởng thức tận lơi, là có nghĩa là nhìn tận mắt và sờ tận tay và thưởng thức tận nghe tận tai cái sản phẩm ở đây thì nghe thì rất là hợp lý rồi. Và vừa rồi thì em đã quay một đoạn những cái đoạn video mà chú nghe nhạc cũng như là hát karaoke với rất nhiều những cái tông nhạc khác nhau, những cái bài bát nhiều, những cái bài mà tiếng lời tiếng tép nhiều, và bật những cái ca sĩ chuyên nghiệp về những cái chuyên về nghe nhạc để thưởng thức ở trên hệ thống này. Thì chú bảo ở nhà chú ấy thì chú ấy nghe nhạc nhiều hơn hát, thì đòi hỏi là phải nghe nhạc cũng hay và hát cũng hay. Và đặc biệt là phòng nhà chú ấy thì nó rơi vào tầm độ khoảng 15 m² các bác nhé. Thì em nhấn mạnh với các bác là với cấu hình này thì nó sẽ hoạt động được với nhiều cái không gian mặt sàn khác nhau, nhưng mà để mà hợp lý nhất thì chúng ta sẽ sử dụng ở cái mặt sàn độ khoảng từ tầm khoảng 13 cho đến độ khoảng 20-25 m² với cái cấu hình âm thanh này là hợp lý nhất. Đấy, cấu hình của nó sẽ có hai cái loa bát 20 và nó sẽ có loa chép kèn. Và đặc biệt là con này thì nó trên cái bộ âm thanh này thì được hỗ trợ thêm cái tiếng loa bát. Thành ra là khi mà chúng ta sử dụng ở cái cấu hình không gian lớn thì chúng ta sẽ cái loa cây này chúng ta sẽ chỉnh thiên về cái tiếng trung và tiếng chép, và cái tiếng bát thì chúng ta sẽ đẩy sang cái loa súp là này thì nhiều hơn, nó sẽ đảm nhiệm riêng về tiếng bát hơn. Thành ra là chúng ta sẽ có cái những giải âm nó sẽ đầy đủ hơn và âm thanh nó sẽ dồi dào hơn. Và ở đây thì em đang thử cái bộ âm thanh này ở cái không gian ở cửa xưởng nhà em, nó là 110 m². Thì chắc chắn là khi mà chúng ta với cái bộ âm thanh này chúng ta lắp ở cái không gian nhỏ hơn thì âm thanh nó sẽ còn đầy đặn hơn, âm thanh nó sẽ còn hay hơn rất là nhiều. Và trên cái bộ âm thanh này thì em cũng ưu tiên cho khách hàng, khi mà lắp đặt cho khách hàng thì cái sản phẩm nó có hiện đại đến đâu, nó có đắt tiền đến đâu, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là người dùng. Người dùng phải chỉnh được sản phẩm và phải làm chủ được thiết bị thì chúng ta mới đưa ra một cái chất âm hay và nó đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Thì đòi hỏi là cái sản phẩm mà nó dễ sử dụng, thì ở đây toàn bộ ở đây thì em sẽ đưa những cái sản phẩm mà toàn bộ ở đây là chỉnh bằng cái thao tác, không cần đến phải phần mềm, phải đến máy tính, những cái dụng cụ kiểm âm, mà chúng ta trực tiếp là chúng ta chỉnh ngay ở trên sản phẩm. Đầu tiên đó là cái con vang cơ này, là cái trái tim của sản phẩm các bác nhé. Nó là sự kết hợp giữa cả vang cơ, vang số. Âm thanh thì nó sẽ xử lý nhanh và chuyên nghiệp như vang số, và cái cách sử dụng thì toàn bộ là cách sử dụng như vang cơ, chúng ta sẽ chỉnh trực tiếp ở trên sản phẩm. Thành ra là cái sản phẩm này đưa ra một cái hiệu quả làm việc rất là hay luôn các bác nhé. Ở đây thì combo sản phẩm thì em đọc lại, nó sẽ có một cục đẩy hai kênh mã là B2500, một cái con quản thiết bị quản lý nguồn là PPS 600S,
và một con vang cơ lai số KM350 Pro. Con này thì đang đứng đầu tại thị trường luôn, KM350 Pro V2. Con này dưới 3 triệu này, một cái bộ mic không dây ở đây, bộ mic không dây này có dáng rất là hợp lý, mã K4000. Bên này em bán rất là chạy cái bộ mic này, dưới 3 triệu cái bộ mic này thôi các bác nhá. Thiết bị quản lý nguồn này cũng giá rất là hợp lý lý nhá các bác nhá, dưới 2 triệu, mã của nó con SP600S, nhìn kiểu dáng rất là đẹp ở đây, rất là sang trọng. Cục đẩy hai kênh này là dưới 5 triệu đồng. Loa súp này là thì là bát cấu hình là bát 30, súp điện bát 30. Đây là cái dòng model cao cấp của DB. Thì ở trong cái sản phẩm này thì nó sẽ có hai cái dòng loa cao cấp của DB phục vụ ở trong cái cấu hình mà mặt sàn nhỏ, đó là loa cột ở đây và cái loa súp bát 30 này. Thì hai cái sản phẩm này bán rất là chạy cho những cái bác mà cái không gian nhỏ mà chúng ta đòi hỏi là chất lượng âm thanh hay và cái kiểu dáng hình thức bắt mắt đẹp sang trọng. Loa súp này là dưới 6 triệu đồng và với cái dòng cái loa cột cao cấp của DB này thì khung giá là dưới 25 triệu. Thì đây là một cái dòng và loa cao cấp thì những cái bác nào mà đầu tư được cái sản phẩm này thì chắc chắn là chúng ta thì cực kỳ ưng ý luôn. Đầu tiên là cái nhìn đầu tiên là chúng ta thấy một cái sản phẩm mà khi mà kê kích vào cái phòng hát của chúng ta, phòng khách của chúng ta thì nó sẽ tôn lên cái vẻ đẹp, cái sang trọng của phòng khách lên, rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. Và dòng loa cao cấp này thì âm thanh rất là mềm mại. Với cái cấu hình bát 20 thì các bác là lưu ý là khi mà chúng ta sử dụng loa dùng ở cái không gian diện tích mặt sàn như nào thì chúng ta phải lựa chọn cho nó phù hợp để đưa ra một cái chất âm hay. Thì đối với phần nhiều, đối với những cái loa mà cấu hình mà loa bát nó nhỏ thì cái độ chi tiết về âm thanh thì nó sẽ sắc sảo hơn, nó sẽ hay hơn là những cái dòng mà bát to. Những cái dòng mà loa cấu hình mà công suất lớn bát to thì chúng ta phải đưa ra cái không gian rộng chúng ta bật. Còn khi mà chúng ta sử dụng ở gia đình của chúng ta, phòng nhỏ thì chúng ta lên sử dụng những cái cấu hình mà loa nó bát nó nhỏ thì đưa ra một cái chất âm, cái chi tiết âm thanh là hay nhất các bác nhé. Đấy, cái dòng cao cấp của DB luôn. Cái combo này nó rơi vào tầm độ khoảng trên dưới 40 triệu các bác nhé. Thưa các bác, ở đây thì rất là nhanh, chú đã chốt đơn luôn, rất là nhanh luôn. Thì vào đây cho chú cháu mình ngồi đây chắc tầm khoảng 20 phút nhỉ? Chắc tầm khoảng 20 phút luôn. Đấy, thực ra thì chú đã theo dõi kênh của bên em rất là nhiều rồi, rất là tin tưởng rồi. Và hôm nay thì có thời gian xuống thưởng thức thực tế. Đấy, không cái gì bằng nhìn tận mắt mà sờ tận tay và nghe tận tai luôn, đúng không? Đấy là cái thực tế nhất. Thì chú thấy rất ưng ý đúng không? Rất ưng ý, nghe nhạc hay. Mà nếu mà cháu bảo chú nhà chú đặt ở nhà là chú mà không gian độ khoảng 15-20 m² thì nghe nó còn tuyệt vời hơn rất là nhiều. Đấy, không gian nó còn, và chắc chắn là khi mà kê vào thì nó sang trọng. Đấy, bạn bè khách khiếc mà nhìn nó cũng sướng đúng không, nhìn nó sang trọng, nó sướng, dễ sử dụng. Đấy, rất là cảm ơn chú nhá. Chú ở bên Hải Dương đúng không? Tôi Hải Dương. Vâng. Chú hát nhá, nghe nhạc thì chú đánh giá như nào? Đấy, tầm khoảng 40 triệu thì chú thấy là như nào? Đấy, có cái đánh giá của người dùng thực tế cái sản phẩm. Thực ra thì mình rất thích nghe nhạc, nghe lắng nghe. Vâng. Thế thì thực ra là chơi âm thanh thì nó rất là vô cùng, nó còn tùy tiền này. Đúng rồi ạ. Xong lại tùy không gian này. Đúng rồi. Rồi tùy căn chỉnh này, cái đấy nó nhiều yếu tố. Đúng rồi. Thôi thì thực ra là hôm nay đến cửa hàng của mình ở Châu Quỳ này thì mình thấy là thứ nhất là bộ này nó hay trong tầm giá. Vâng. Phù hợp trong tầm giá. Đúng rồi. Và với cái điều kiện tài chính đối với khả năng của mình với lại cái không gian nhà mình thì bộ này là phù hợp. Vâng. Thực ra thì cái bộ này nếu về cái tầm tiền là cũng là hoành tráng vì cái loa này, loa cột này là cái tầm mà nếu mà bát 20 thì cái dòng loa cao cấp của DB. Dòng loa cao cấp của DB thì cái chúng có cái nhìn nó rất là đẹp, rất là sang trọng, thì kê vào cái phòng của chú thì chắc chắn nó sẽ đẹp. Đấy. Và thứ hai nữa là cháu chọn cho chú là cái sản phẩm nào nó dễ sử dụng. Thì chắc chắn là trong cái bộ dàn thì có cái con vang, cái bộ mic với cả con đẩy thì chú cực kỳ dễ sử dụng. Và chú mà nghe nhạc thì rõ ràng là mình phải liên tục, mình phải chỉnh nhạc, có nghĩa là trên nhạc ở trên mạng thì có những cái bài này như thế kia. Với thứ hai là tâm trạng của mình mỗi lúc một khác nhau, chúng ta phải liên tục chỉnh. Đấy, bát trung tép để cái giải âm nó đáp ứng nghe ra thì cái con vang cháu lựa chọn chú là cái con vang dễ chỉnh nhất. Đấy, chú thích tép thì chú vặn tép, mà chú thích bát thì vặn bát, nó rất là đa năng trong cái cách sử dụng luôn. Đấy, bên em lắp đặt cũng rất nhanh và lắp đặt xong thì chú ấy chọn một bài cái nhạc là hòa tấu guitar để nghe nhạc, cái chất âm nhạc. Đấy, sau đó thì chú ấy nghe tiếp một cái bài khác để phát huy cái tiếng bass. Sau đó thì chúng hát một cái bài karaoke ở cái tông nó nhẹ nhàng, sau đó thì hát một cái bài karaoke ở cái tông nó cao hơn thì xem như nào. Thì sau đó thì đáp ứng được tất cả những nhu cầu là nghe hay và hình thức thì đẹp thì chú đã chốt cái bộ sản phẩm này rất là nhanh các bác nhé. Cảm ơn chú với anh nhá. Mai bọn cháu xuống lắp đặt cho ạ. Thành công nhá. Vâng, cháu cảm ơn. Và các bác hãy ủng hộ và giúp đỡ bên em bằng một cách rất là đơn giản, đó là trên điện thoại di động cũng như là trên máy tính bảng hoặc là trên TV thì các bác sẽ mở cái ứng dụng YouTube lên, và trên cái thanh tìm kiếm của ứng dụng YouTube thì các bác sẽ tìm kiếm cái kênh của bên em bằng số điện thoại là 0988646683. Sau đó thì các bác sẽ ấn vào tìm kiếm thì ngay lập tức thì nó sẽ xuất hiện lên cái kênh của bên em.
Thì trên đây thì các bác sẽ xem được một loạt những cái video em giới thiệu về những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà âm thanh, cũng như là chia sẻ hướng dẫn các bác về cái cách sử dụng cũng như là đấu nối những cái thiết bị mà âm thanh. Thì các bác hãy ấn vào phần đăng ký kênh để đăng ký ủng hộ giúp đỡ kênh của bên em. Thì cái việc đăng ký kênh ở đây là hoàn toàn miễn phí, nó không mất bất kỳ một cái chi phí gì của các bác. Và để mà ủng hộ giúp đỡ kênh của bên em nhiều hơn thì các bác có thể là lấy điện thoại của người nhà hoặc là bạn bè của các bác để các bác đăng nhập vào kênh và ấn đăng ký ủng hộ kênh của bên em các bác nhé. Em rất cảm ơn các bác đã theo dõi video và em xin chào các bác ạ.